nữ tài xế say xỉn lái BMW đúc, gây tai nạn rồi tháo chạy, cuốn xe máy vào gầm. Người phụ nữ lái BMW đúp vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, sau khi gây tai nạn liền lên xe tháo chạy, tiếp tục cuốn một xe máy vào gầm. Ngày 29 tháng 8, công an phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đêm qua, một phụ nữ lái xe BMW đúp gây tai nạn với một xe khác đã tháo chạy, bị người dân đuổi theo không chế. Cụ thể, tối ngày 28 tháng 8, bà Lưu Thị Hồng Lờ, sinh năm 1985, quê Quảng Bình, lái xe ô tô BMW Đức biển kiểm soát 51G88303 va chạm với một ô tô khác trên đường Phạm Viết Tránh, quận 1. Sau khi gây tai nạn, người này cho xe chạy về hướng đường Lý Thường Kiệt nên bị người dân truy đuổi và hô hoán. Khi đến ngã tư Bảy Hiền, tài xế cho xe chạy về đường Cách mạng tháng 8. Trên đường tháo chạy, người dân đã chặn được chiếc ô tô trên và yêu cầu người này xuống xe nhưng nữ tài xế tiếp tục tăng ga, lặng lách và cuốn một xe máy vào gầm. Khi đến trước trụ sở công an phường 11, quận 3, những người dân truy đuổi đã chặn được ô tô điên trên lúc này các cán bộ công an phường 11 ra yêu cầu người phụ nữ xuống xe vào trụ sở làm việc qua kiểm tra nồng độ cồn cho thấy tài xế vi phạm mức 1.017 mg một lít khí thở đây là mức vi phạm rất nặng vì chỉ cần ở mức 0,4 mg mỗi lít khí thở trở lên tài xế đã bị phạt kịch khung với số tiền 40 triệu đồng tức bằng lái 23 tháng